quý vị, nhờ chủ động làm tốt công tác phòng chống bão Noru, nhất là tập trung di dời dân những khu vực xung yếu nên bão số 4 không gây thiệt hại về người trên địa bàn huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, với sức gió mạnh, bão Noru đã gây thiệt hại trên địa bàn huyện Hòa Vang với tổng số tiền hơn 4 tỷ 500 triệu đồng. Ngay trước khi bão đổ bộ, địa phương đã thành lập khẩn cấp 65 điểm di dời tập trung với số lượng người đến trú tránh hơn 25.000 nhân khẩu và tất cả đều an toàn, không có nhà sập, 22 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 148 nhà tốc mái một phần, 349 cây xanh ngã đổ, 569 km đường giao thông nông thôn, tập trung tại hai xã Hòa Bắc và Hòa Nhơn bị sạt lở, 621 con gia cầm bị chết, hư hại dập nát 16,7 ha diện tích rau sạch, 26,9 ha cây ăn quả bị ngã đổ. Diện tích nuôi trồng thủy sản tại ba xã Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Nhân thiệt hại 3,86 ha. Ngay sau bão, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang chỉ đạo cho các ngành địa phương triển khai lực lượng ra quân khắc phục cây xanh ngã đổ ven đường, xử lý vệ sinh môi trường, thành lập đoàn công tác khảo sát thực tế để làm cơ sở đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí cho các gia đình bị thiệt hại trong bão. Trước mắt, lãnh đạo huyện Hòa Vang đã đến thăm và động viên 5 gia đình người có công cách mạng, gia đình nằm trong diện khó khăn, có nhà bị tốc mái tại các xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Châu, nhằm động viên các gia đình bị thiệt hại, khắc phục khó khăn, sửa chữa gia cố lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.